À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Chocho Vua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các chiến binh Suebi, những con sói của màn đêm phương Bắc. Ở tập trước thì các bạn biết rồi, một trong những cái việc điều quân của mình tính trước khoảng tầm mười mấy lượt luôn ấy, là mình đã quyết định tấn công cái khu vực này và kiểm soát toàn bộ vùng này. Tại sao mình muốn kiểm soát vùng này? Thứ nhất, vùng này mình sẽ muốn tấn công vùng này và kiểm soát đến ta tận đây này. Mình nói luôn này, tại sao mình điều quân đoàn đến đây và một quân đoàn ở đây để tấn công hai cái thành này. Và nhiệm vụ tiếp theo của mình là mình hỏi các bạn rồi nhưng không biết các bạn có đoán ra không. Mục tiêu tiếp theo của mình là thằng này. Đập lốt thằng này đã để kiểm soát cái vùng này. Sau đó thì tiến sang đây. Tấn công vùng này. Kiểm soát đến hết cái chỗ này để chúng ta có một cái mỏ sắt nữa. Đấy, mình cần thêm một cái mỏ sắt nữa. Và có thể mình sẽ, thằng này mà bị đánh chiếm thì mình sẽ khôi phục một cái phe ở đây lên và mình sẽ có một cái vùng đệm ở chỗ này. Mình cũng không muốn chiếm cái khu vực này. Sau đó ở đây thì mình sẽ có một cái hành lang an toàn ở khu vực này. Có thể gọi là một cái hành lang. Hành lang ở đây để làm bàn đạp tiến sang khu vực bên này. Cuộc chiến với mấy thằng dợ. À, mấy thằng Siro. Với lý thuyết mà nói thì chúng ta cũng đồng minh đồng khói được khá nhiều người phe rồi. Welcome. We will talk and then we will feast. Có thể join confession này. Rumble and our backsides ache from. Join confession được. Không, mình nghĩ là mình cứ để nó đồng minh đi, join cũng chẳng để làm gì cả. Nhưng mà mình vẫn phải trị an cái khu vực bên này đó, nó vẫn khá nhiều bất ổn. Đấy, chưa kể khu vực bên này thì thằng xứ vô này khá mạnh. Nó kiểm soát cả khu vực bên dưới này. Trong khi đó thì Carthage vẫn chưa thể làm được gì khá khẩm hơn. À, Ai Cập. Ôi, Ai Cập nó kiểm soát hết cả khu này cơ à? Pharaoh, Master of the Nile. Ai Cập mạnh thế. May mà mình đồng minh với nó ấy. Mình mà vua với nó thì mình lại vỡ mồm rồi. Kinh nhỉ, thằng Ai Cập này thế lực lớn đấy chứ nhỉ. Thôi được, kệ nó. Qua lượt đã. À, đảo qua tình hình chính trị xem nào. Nói chung chính trị thì ổn thôi. Ủa, chỉ bỏ ra 1.000 cho thằng tăng tiếp cái điểm trung thành đây này. Mình kiểm soát 75% hệ thống chính trị cả. General. Kinh quá nhỉ. Rất nhiều nữ tướng. Nhà lính và nhà xe. Cái này thì nó thiếu lương thực chết bầm nó rồi. Thôi qua lượt đã. Lượt này cũng chưa có nhiều việc để làm. Mấy cái là mấy cái vùng kia mình vừa chiếm được, bây giờ mình cũng phải trị an đã.
Cái mấy anh dợ này vấn đề trị an nó rất là mất thời gian. Cộng 10 trung thành. Thắng khá nhiều. Được thêm một con ngựa nữa. Vùng này thì có một thanh niên này đóng là ổn rồi. Đây rồi. Đội quân của nữ tướng này. Chị An khá ổn. Chưa lên được rồi. Công trình này nghe có vẻ không ổn lắm. Công trình này ổn hơn này. Quân đoàn này có lẽ sẽ được. My eyes are yours. For the tribe. Bây giờ vùng này chưa ổn. Vùng này chưa ổn được, cần thêm quân. Kinh tế của mình thì cũng có thể, nhưng mà bây giờ mình cần phát triển hải quân nữa. Ba lượt nữa là có hải quân rồi. Thế giới đang dần dần bất ổn. I dare not ask much for my people. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Kinh, chị An không lên được. Mấy thằng này ở đây nó đông quân phết đấy. Mình đã kế hoạch là tiến đánh nó ấy, nhưng mà tiếc là mình cũng chưa đủ quân. Just say the word. All father be praised. How can I? Chiến cuộc sắp bắt đầu. Chiến cuộc sắp bắt đầu. Có mấy cái thuyền nan thì làm sao đánh được ai? Kinh quá nhỉ, làm sao chị An được vùng này. Văn hóa của mấy thằng dợ nó vẫn cao quá. Xây một cái điện thờ chắc.
A token, perhaps a modest. Không được. My people do not like. Nguy cơ nội chiến á? Làm sao mà nội chiến được? À, có một thanh niên vừa mới tách ra độc lập à? Cũng được. Thằng này tên là gì? Nó vùng Noria. Thằng này đầu tiên là Sigi Grit đi kìa. Trừ 10. Nguy cơ là 0%. Chưa thể xảy ra được. Mới có một phe phái mới được tách ra, mình bảo vô lý, tại sao lại có chiến tranh được? For the tribe. When your feet bleed, you can moan. I am ready. There is a long night ahead. Thanh niên này đứng đây ngon nhỉ? Quân cán đầy đủ. Chết nhỉ? Liên minh phương Bắc của mình sắp dẹo mất. Welcome, worthy friend. Let us break bread. I thank you for the offer, but we are not wet. Liên minh phương Bắc của mình rất có nguy cơ. Cái này nó đông quân quá. Giải quyết lốt cái vùng lõm đấy. Rồi mình sẽ tính sang cái khu vực bên kia. Join us. We must put an end to these creatures. Mình tính đi. Mấy Katagi này máu chiến ghê. I dare not ask much. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mình đã nghiên cứu xong cái nhánh công nghệ cho thuyền bè rồi đúng không? Phát triển một tí để nâng cấp một cái ruộng này nữa. Không là hết lương thực rồi, những toi.
trị an có vẻ ổn hơn này. Cộng 8. Đấy là mình không nhầm, mình mắc vào cái nhánh rồi. À chưa mắc. Còn thiếu cái này nữa. Chưa mắc công nghệ. Không cần nhà xe bắn đá ở đây. The old father guides my steps. Your next command. Bây giờ à. Thế lực của phe đồng minh của mình bây giờ mạnh phết đi. Kiểm soát được gần hết châu Phi rồi. Lại còn đề nghị theo đồng minh với anh ấy. Mày. Hai cái thằng khỉ này lấy nhau à? Nghiên cứu nhánh dân sự hay là quân sự? Mình đang nghiên cứu nhánh dân sự mà. Hết lương thực rồi, may quá. Lương ruộng lên thôi. Đây rồi. Lên ruộng luôn. Chưa đủ lượt đánh ấy. Lượt sau mới có thể đánh được. Ba quân đoàn vây hãm nó. Cái thằng khỉ này tự dưng đến đi chiến tranh với cái thằng này. Thằng này chiến tranh với Ai Cập à? Ôi trời ơi. Có thể mình sẽ phải giải quyết gọn khu vực này. Cho ship mấy con ngựa này phát nào. Ái chà. Đánh chiếm cả Athens được à? Thằng này mà chiến tranh với Ai Cập thì có khi mình lại phải đập nó à? Để xem tình hình nào. Chắc chắn là không phải ở lượt này mà phải là ở lượt tiếp theo.
một thành viên trong gia tộc của chúng ta đã giết một người rồi. Sao lại bậy bại thế? I am ready. Tại sao thằng này nó lại chiến tranh với mấy thằng dậu nhỉ? We will gladly listen to your offers, but do not wrap them in a spit. Welcome. We will talk and then we will feast. Sao thì mình cũng không muốn có một cái vùng lõm chiến vật ở đây. Encircle them. Vùng lõm chiến thuật. I am ready. Blood and iron. Một trận đánh công bằng nha. 1-1. Trận đánh công bằng 1-1. Snow là tuyết à? Lại một trận chiến trong màn đêm. Tiến lên tí, đánh nhau cho nó rực rỡ. Make ready. Noble Rider. Tụi nữ cung thủ. We hunger for blood and battle. Trông cũng ngon canh phết đấy chứ đùa đâu. Có đeo cái vòng gì ở tay ấy nhỉ? To rain down death. At your service. Battle ready and eager. Ready for battle. We hunger for blood and battle. They will bleed for us. Ready for battle. Battle ready and eager. Heavy horse. Kill.
vãi ra. What the hell? Bắn thằng này cho anh. Speed Warrior à? Lùa ra đằng sau khử bọn tên nó. Ây da, đông quân nhỉ. Spear nó đuổi ác hết nhỉ. Con củ nhây bọn này nữa. Mệt thật. Tính hết sức trận. Nơi đây. Phá đâu. Chém luôn cho anh. Melee fighters ready. Nó định rút ra kìa. Nó định rút ra kìa. Nó kéo mấy con ngựa nó lại vòng xuống đây à? Lì thật. Bắt mấy khẩu pháo mình ấy. Chém nó cho anh. Kill 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 luôn. The battle is turning in our favor. Lấy à? Chém chết tiểu nó cho. Đỡ rồi. Men phải chết khẩu pháo mình rồi. Mấy con ngựa này. Mày thế nào? We hunger for blood and battle. Thôi, chém mấy thằng này. Cánh bên này nó đông quân hết nhỉ? Noble Rider vẫn còn nhiều thế này kìa. Khoan khoảng cần, mấy thằng Levi's Man này thì cho bộ binh của mình đập là được. Sons of Golden. Son of Golden, đứa con của thần chiến tranh. Thét đầu tài quá. Proud
trận. Quần nó cũng chất, toàn ranh vàng, ranh bạc. Hào ánh lì thế. Chạy lên quận à? Cái cá nó nhiều ngựa ghê nhỉ? À, nó có cả Watchstorm nhỉ? Ồ, một trận đánh ở bên cầu. Nó lịch tập trung ở đâu? Hai hiệp. Nó tập trung hai điểm. Vậy là mình cũng phải đứng ở hai điểm rồi. Tướng của nó đứng bên này à? Xe bắn đá. Grouped and waiting. Burn them. Sword masters. Lên đây, lên đây, lên đây. Vào đấy cưng. Mấy thằng cung thủ ấy bắn mình. Mấy thằng bên này lắm cung ghê nhỉ. Thì mấy thằng này mỗi không vào đâu. Archers. What's wrong? Sword masters. Berserkers. Sword masters. Thế quái nào để nó vòng đằng sau này? Missiles ready and waiting. And the devil. Italian noble cavalry. Ôi trời, bị bắn tên dữ thế. Missile infantry. Loose. Melee warriors. Attack! Sword masters.
last 40 years. Berserkers! By your command! To the glory! Missiles ready! The enemy general is dead. Archers! Đấu cung thủ Kraten Archer kìa. Liều. Marching order! Sword masters! Berserkers! Liều ăn nhiều à? Thích liều ăn nhiều. Hử? Cái binh này lùa xa thế. Một thanh niên nữa. Ai giờ? For battle. Rồi, này attack. Giải quyết lốt đám tàn quân. I am ready. Hellrats, we have them now. Ôi giời, hỏi áo tù cho nhanh. Trận này thì đánh được cộng thế thôi, có vài thằng quân làm được cái trò gì đâu. Đánh cái này cho cả ba team nó đều lên kinh nghiệm. Đúng rồi, áo tù kiểu gì mà đội này mất quân nhiều thế. Xây cái đền thờ đây nữa. Xong rồi cái vùng lõm rồi. Rồi, chúng ta có một cái lãnh thổ khá là ổn. Và một cái đường biên giới tạm ổn. Ủy gió cái thằng này đi chiến tranh đấy. Nó chiến tranh không khéo khi mình phải chiến với nó thật. Vậy mình đang chơi với mấy thằng Hy Lạp. Can I finish my wine? I want hourly patrols. Chuẩn bị mua quân. Heading for land. Chưa có con ngựa nào. Vùng này cũng êm êm rồi. Hết tiền rồi. Căng nhỉ.
có cái mỏ vàng. Đây có cái mỏ vàng. Mình có giải quyết được cái vùng lõm chiến thuật rồi. Bây giờ chỉ còn những cái vùng mà thằng này sẽ phải chết. Thanh niên này vừa phản công thành công à? Liên minh các bộ tộc Đức sẽ phản công lại bọn bọn sứ vô. Can you not attack these folk? Từ từ. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Baroness, người yêu của anh ta chết á? Tình yêu của sao lại thắt cổ tự tử thế nhỉ? Trừ điểm. Gì nhỉ? Ôi đó. To travel is to be free. For the tribe. Sword and shield to my people. For the all highest. Quân đoàn này và quân đoàn này chắc là sẽ phải đánh cái vùng của thằng này mất. Nếu như vậy thì khó ghê nhỉ. Mình qua kiểm soát vùng đất rộng thế cả. Kích hồi máu. Nếu có một cuộc tấn công đồng loạt vào vùng này thì đó sẽ là một vấn đề đấy nhỉ. Kiểm soát hết toàn bộ vùng này thì nó cũng mang dài. Mặc dù kinh tế của mình cũng khá đấy nhỉ. Hải quân. Đây rồi. Hải quân rất là mạnh. Chưa phải lúc này. Có thể tăng thêm một chính trị gia. Đôi khi mà tại sao mình muốn hòa bình với các phe phái, các phe phái nó cứ thích đánh nhau là cái quái này nhỉ? Chúng nó cứ đánh lẫn nhau. Buộc mình phải kiểm soát các cái vùng lãnh thổ đấy. Ready for orders.
I want hourly patrols. Quân đoàn này nó thiếu cái gì nhỉ? Thiếu một xe bắn đá. For the tribe. Fight with us. It's a good life. Một cái gia tộc mới này. Trừ 25% khả năng chỉ huy. Bán kính chỉ huy. Củi thế. Ảnh hưởng của nhật tướng. I live to... We love the open road. Cải tạo văn hóa. I am a sage of the forest. Can I finish my wine? Riches! Silver! Mua tạm cái thằng cung này á. Con này à. I am ready. Can I finish my wine? Đồng quân phết anh. Come, sit, share my fire. As you request. Chưa được, thanh niên này vẫn phải đứng ở đấy. Thanh niên này vẫn phải đứng ở đấy. I live to serve my people. Thấy được một con ngựa nữa rồi. Finish my wine. Rút quân đoàn này về á. Move out. Pull, pull until your backs break. Khu vực phía nam này thì à. Ai chả. Phe đồng minh của mình tấn công cũng mạnh nhỉ. Kiểm soát ra tận đây rồi cả. Tốt quái là thằng này. Nó lại chiếm được vùng này này. Ây da. The needs of my people are simple. Chưa phải lúc này. Nhiệm vụ thất bại. Rory cộng 3 Capitas Burton. Khó nhỉ. Anh em đoán xem mình đang chuẩn bị làm những gì. Có điều là lương thực của mình đang hết nhiều quá. Cũng ổn rồi. Không biết đã rút quân đi được chưa. Tuyến phòng thủ phương Bắc hơi mỏng.
finish my line? The gods are with us. I am ready. Tính phòng thủ của mình hay mỏng. Tiền cả. Chưa thể tuyên chiến được. Chưa thể tuyên chiến được. Can I finish my wine? Nó đang rút quân về các căn cứ của nó rồi. Mình có thể điều động một quân đoàn đóng ở đây nữa thì êm, êm. Ai già thằng Ai Cập. Mình phát triển quân mạnh quá. Sợ không đủ quân. Together we achieved much. Thằng này bỏ hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau à? Sao mới đần? -15. Ồ. Bọn này nó tấn công sang phía bên này hơi ác đấy nhỉ. Chứ nếu mà mình muốn giữ là mình có một cái lực, phải có một cái lực lượng khá mạnh có thể duy trì được ấy. Vấn đề là mình không đủ tiền. Tốt rồi. Các lực lượng của mình đang áp sát dần rồi. Khu này như là bất ổn này. Thế trên này còn thiếu một quân đoàn nữa để phòng thủ. Mấy thằng Sugo này nó tiến mạnh ghê nhỉ. Liên minh các bộ tộc nước đang bị tấn công. Thank you, great ancestors. The needs of my people are sick. Can I finish my wine? Tăng điểm trung thành lên đã. Ây da. Âm 11 điểm. 1% nguy cơ rẻ ra đảo chính. Âm 7 điểm. Không được đánh nhau phát là chúng nó giảm điểm trung thành ngay. Đánh trước không là thằng Ai Cập nó sang mất. For the tribe, we still have a wind.
Your next command? Không biết có chậm không nhỉ? Lều phát đúng ra thì cũng chưa lên đánh bộ. Được một nửa lượt nữa thì tốt. The blessing of the Olympians upon you. What then do your noble people desire of us? Your... Nếu mà cái gì phải đến thì cũng đến thôi, không thể chờ mãi được. Cái gì phải đến cũng phải đến thôi, không thể bắt nó chờ được. Can I finish my... Starve them to death. We have them all. Không có quân phòng thủ à? Thành nào có quân phòng thủ thì mình đập. Chưa đủ tầm di chuyển đâu. The weak may as well be dead. Can I finish my wine? I am ready. Ôi, trận này khó này. Nó rất nhiều lính ném lao. Đánh kiểu gì trận này? Quá nhiều lính ném lao. Quân đoàn này hơi khó đấy. Quân đoàn này rank 1. Nguy cơ đảo chính là 0%, cũng không sợ lắm. Sợ nhất là bọn ném lao của nó này. Sợ nhất mấy thằng ném lao. Bây giờ sẽ tấn công vào hướng nào? Hướng nào để hạn chế tốt nhất cái khả năng ném lao nhỉ? Hướng này. Đây. Rất nhiều các cái đơn vị ném lao, bọn ném lao thì nó đam rất sâu, to đấy. Đơn giản bọn ném lao bọn này mạnh kinh hồn. Mình đã từng bị ăn đòn rồi nên biết. Đến đây đi, khỏi phải đè cái xe bắn đá. Mà quân đoàn này quân đoàn mới thành lập nữa chứ. Đấy, khó ăn đấy. Warriors grouped.
ballista! Ballista. Rồi bắn vào đây trước đây. Bắn tháp canh nhưng khả năng chết cái bọn lính của nó nhiều hơn. Đúng rồi. Chết khớ khớ bọn đằng sau luôn đấy. Ở cái góc hẹp như thế này thì lính tầm xa nó sẽ bị hạn chế đáng kể. Our hidden units have been discovered. Chưa sập được cái tháp canh. Has been destroyed. Swordmasters. Tiếp tháp canh bên này. Phá được tháp canh thì đội cung thủ sẽ phải tiến vào. Mấy thằng cầm dao phát này chém đau phết đấy. Không đùa được. Vài thằng đứng đằng sau chết oan à. Mấy cái này có ba mấy phần trăm. Deadly missiles ready. Đội ngựa đó. Xem Warriors. Chưa sập tháp canh. Germanic Warriors. Melee Warriors. They can flee. Không được à? Ô, chỉ có hai cái thang vào được thôi à? Chỉ có hai cái thang vào được. The enemy's tower has been destroyed. Đội cung thủ rồi, đây đây. Warriors, move out for Germania. Son of Bolden. Đội cung thủ không để pha ốc quy được, chúng ta phải tiết kiệm đạn. Discovered the enemy's hidden units. Hoi hoi hoi, bắn vào đây, bắn vào đây. Tremble before us. Bắn vào đây cho anh, nhanh. Swordmasters. Thằng quân này đã không biết tiến quá sâu là. One of our units has used all its ammunition.
bắn vào đây cho anh. Đất hẹp này là chúng ta có thể sống được. Rồi, cái để bộ binh của mình tràn lên phía bên này. Nhanh, không để tấn công của mình. Ôi. One of our units has used all its ammunition. Swordmasters! Warriors eager for blood! Tremble before us! Dagger heads! One of our units has used all its ammunition. Lên đây cho anh. Bắn đây. Cung đâu bắn vào bọn sau này. Swordmaster, từ từ. Tiến từ từ thôi. Áp sát cho nó. Rồi, bắn vào bọn cung cho anh. Dễ đâu, trận này không dễ tí nào đâu. Bắn. Góc hẹp như này thì mới ăn được. Berserker. Kill, kill, kill. Swordmasters. Hai đại này bị thương, cứ để từ từ. Nhanh, bắn vào đây, chết quân mình bây giờ. Bắn tên vào cho con này cho anh. Được rồi.
bắn góc hẹp như này thì mới ăn được. Đúng rồi, bọn em lao này của chúng nó gớm lắm. Giáp nó lại dày đấy chứ. Bọn này không có tên xuyên giáp à? Từ từ đứng đây. Chúng nó hết phi lùm à? Wow. Trong này nó còn được vài đội xạ kỵ nữa. Son of Golden, đứa con của thần chiến tranh. Quân đoàn Sivo, quân đoàn của Germanic lùa. Tướng đây à? Tướng có mấy thằng quân thế này thôi. Cho nó mất hẳn á. Thành nó rộng đấy. Mình tấn công hướng kia là mình cũng mệt. Ủa, sao cái giếng nước này? Xong luôn. Một trận đánh cũng khá vất vả. Nó còn mấy cái thành bên dưới nữa. Trận như thế này là các cái phe này nó sẽ tăng điểm trung thành nên nó kể đấy. Tăng Grow Button thì mình không cần lắm. Thằng này thì ăn làm sao được. Tiếp đến trận này. Không dễ dàng đâu, đánh trận này chúng ta phải tìm những cái điểm nào, nhưng mà trận này khó hơn rồi. Trận này quân nó vẫn không bị mất quân, trận kia là quân nó bị thương vong rồi. Trận này khó hơn.
Nhưng mà trận này được chỉ huy bởi quân đoàn của nữ tướng. Cho trời sáng sủa đi. Bây giờ không phải lúc để biểu diễn. Ủa, đánh vào cái khe này à? Cũng được đấy. Sao mà dừng dấu rú gì lắm thế này? Mình không nhầm thì hình như nó cũng chỉ có thể hình như cũng có thể chỉ có thể đạt được hai cái thang lên tường thôi. Trận này thì chúng ta có đội nữ chiến binh rồi. Ôi dồi ôi, nó thét kinh quá. Đây là trong số ít các quân đoàn thuần lính Đức. Chết khá khá bọn đứng đằng sau. Cầm bắn đến đâu? Đến đây đã. We serve Germania. Get running, warriors, ready. Orders, as you say. Battle ready. Và những trận đánh liên hồi. Bán kiểu này chết được khá khá bọn đằng sau ấy. Mất tội là chúng nó lắm lính lắm lao quá. Tháp canh bên này. Lũ cung này bắn được những tên gì? Không bắn được tên xuyên giáp à? Chết cơ số bọn đứng đằng sau. Đấy. Chết cơ số thằng đứng đằng sau. Từ từ, không nóng vội được. Mười hai phần trăm. Rỉa bớt bọn tầm xa nó đã. Sáu ba phần trăm. Chúng nó vẫn đông lắm. Đúng rồi, bắn đằng sau là chết bớt bọn đằng sau mà. The enemy's tower has been destroyed.
bắn bắn lại cho anh. Cung thủ đâu bắn. Xác kỵ nó chạy ra để chạy vào. Tầm bắn của nó bị giảm đi khá nhiều rồi. Hai cái thang không trèo được. Scrappers, ready! Warriors, move out! We are the Dark Forest. Swordmasters! Turtle Snowgar! Để xem nào. Bây giờ quan sát được chúng nó rồi. Không bắn được tao nào đấy. Phê bắn đá tạm dừng. Chưa nhìn thấy cung thủ ở đâu, chưa bắn vụ. Đây rồi, đây rồi. Nhìn thấy cung thủ nó bắn. Bọn này nhanh. Sword masters, charge! Battle ready and eager. We hunger for blood and battle. Bắn nát bọn mình ném nào vậy? Vào nhanh, vào nhanh. Sword masters, dig out! Raw! Archers! Fire! Cái con ngựa cung này của nó bị điên à? Riders, ready!
rồi. Giết ngay cái thằng này. Đúng rồi, xe bắn đá rất tuyệt. Chúng ta đang chạy trong hỏa loạn này. Bắn vào đây cho anh. One of our units has used all its ammunition. They will bleed for us. Warriors eager for blood. Kill, kill, kill. We have got a flawless battle. Noble Rangers. We'll kill them all. Loose. Bắn vào này cho anh. Cận chiến thì không cần. Đúng rồi, xe bắn đá rội, cứ rội đằng sau thôi. Đằng trước thì... One of our units has used all its ammunition. Cuối cùng rồi, bắn ngay bọn đằng sau này. Để nó bắn tên kinh quá. Đúng rồi. Ném lao quân mình chết nhiều lắm. Nhanh chiếm cái cổng đi. Để cho kỵ binh xông vào. Nào nó đông thế nhỉ? Ôi. Đơn vị này bị thương nặng quá. Nhanh, tấn công bọn đằng sau cho. Chiếm được cổng thành chưa? Được tổng thành chuẩn bị cho kỵ binh vào. We have captured the gates. Cho đòi kỵ binh đợi. Xông vào. Used all its ammunition. They will bleed for us. Kill, kill, kill. Kill, kill, kill. Tiến nhanh nào. Bây giờ thì có kỵ binh vào rồi thì có thể sốc nhanh được. Khủng hoảng lòng ngựa đó. Bắn tên được nó ra. Tụi nhỏ xuyên thủng. Ủa, thương nặng thế. Vẫn lì nhỉ. Nhưng mà mình vẫn chưa xuyên thủng được rồi. Giải quyết theo cái thằng Skipu này của nó đi. Ôi, đội ngựa mình. Mình lầy mấy bọn Steam cũng được à? Cũng khủng rồi. Our general is under attack.
kinh thật, không thể xuyên thủng speed của nó được. Một tấn công nhanh mà cũng không được. Wow. Okay. Nhanh. Chạy nhanh thế nào. Đội kỵ binh nó bắt được rồi. Nằm trên vùng thủ phủ này à? Chắc hết quân rồi, chỉ còn thế này thôi. Biết ngay là nó sẽ mã hồi mà. Ơ kìa, mấy con ngựa ra đây, kẹo chết. Chết tướng. Chiếm tháp canh cho anh ạ. We have captured a tower. Tướng nó đây rồi. Ăn. His head is mine. It will know. Ballista, forward, ready. We'll kill them all. Come here. We'll kill them all. Kinh, nó cần phải nữ này. Đứng ở đây được rồi. Nó còn mỗi thằng tướng thôi mà. Bọn này phòng thủ cận chiến của nó cũng khá cao. Axia ngựa thì không sợ lắm. Alistar.
Thế nào mà có mỗi mấy con ngựa mà đánh mãng xong thế? Sống dai nhỉ. Xông vào mà chém à. Con gái mà đánh nhau kinh quá. Rồi. Ủa. Thằng tướng của nó đi nhỉ? Instead. Thế mà nó vẫn chưa chịu chết à? Quá nhiều lính lém nào. Chỉ sơ hở một chút là có thể mất cả đạo quân ngay lập tức. Xe bắn đá của mình giết được đến tận gần 1.000 thằng. Hơn 1.000 thằng. Tiếp là khôi phục nhỉ. Welcome, worthy friend. Yes. Dù sao thì mình cũng không cần. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.